thành đại quang đó rộng lớn mười do tuần, chu vi tám hướng, có tám cửa thành, đều dùng bảy báu để nghiêm sức. Tỷ lưu ly li báu dùng làm đất, đủ thứ sự trang nghiêm rất đáng ưa thích. Trong thành đó, có 10 ức con đường, mỗi con đường đều có vô lượng vạn ức chúng sinh ở. Có vô số lầu các vàng diêm phù đè, lưới tỷ lưu ly, li, mani, che phủ phía trên, vô số lầu các bạc, lưới chân châu đỏ mani che phủ phía trên vô số lẩu các tỷ lưu ly lưới diệu tạng mani che phủ phía trên vô số lẩu các pha lê lưới vô cấu tạng mani vương che phủ phía trên vô số lẩu các quang chiếu thế gian mani báu dưới nhiệt tạng mani vương che phủ phía trên vô số lẩu các đế thanh mani báu dưới diệu quang mani vương che phủ phía trên vô số lẩu các chúng sinh hải mani vương dưới diệm quang minh mani vương che phủ phía trên vô số lẩu các kim cang báu dưới vô năng thắng tràng mani vương che phủ phía trên vô số lẩu các hắc thiên đàn lưới hoa trời mạn đà la che phủ phía trên, vô số lẩu các vô đẳng hương vương, lưới đủ thứ hoa che phủ phía trên. Trong thành đó lại có vô số lưới ma ni, vô số lưới linh báu, vô số lưới hương trời, vô số lưới hoa trời, vô số lưới hình báu, vô số lưới y trướng báu, vô số lọng chướng báu, vô số lẩu các trướng báu vô số chuỗi hoa chướng báu che phủ nơi nơi đều kiến lập lọng tràng phan báu ở giữa thành đó có một lầu cát tên là chánh pháp tạm, dùng a tăng kỳ báu để trang nghiêm ánh sáng rực rỡ đẹp nhất không gì sánh bằng Chúng sinh nào nhìn thấy, tâm cũng không nhàm chán, vua đại quang đó thường ở trong lầu này. Bấy giờ thiện tài đồng tử đối với tất cả châu báu vật tốt đẹp đó, cho đến cảnh giới nam nữ sáu trần đều không ái trước, chỉ chân tránh suy ngẫm pháp rốt giáo, một lòng nguyện muốn gặp thiện tri thức, thiện tài đi từ từ, bèn thấy vua đại quang ở giữa ngã tư đường, cách lầu các chỗ vua ở không xa, ngồi trên tòa sư tử như ý mani bảo liên hoa tạm rộng lớn trang nghiêm, chân tòa, làm bằng báu lưu ly tía, dây vàng làm trướng, các báu làm lưới, y trời tốt đẹp dùng làm bồ đoàn, để vua ngồi kiết giả trên đó. Vua đó có 28 tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân như núi vàng thật ánh sáng rực rỡ, như mặt trời trên không ai quang trói mắt, như mặt trăng tròn đầy ai thấy cũng mát mẻ, như vua Phạm Thiên ở trong Phạm Chúng, cũng như biển cả công đức Pháp Bảo không có bờ mé, cũng như núi tuyết, rừng cây tướng tốt dùng đẻ nghiêm sức, cũng như mây lớn hay chấn Pháp lôi để cảnh tỉnh mọi loài. Cũng như hư không, hiện hiện đủ thứ pháp môn tinh tượng như núi tu di bốn màu khắp hiện trong biển tâm chúng sinh cũng như châu báu đủ thứ trí báu đầy rẫy trong đó